xin kính chào quý khán giả đang đến với chương trình In Your Skin với Forever Be More. Quý vị có thể tìm được những sản phẩm làm đẹp da cũng như chăm sóc sức khỏe uy tín đến từ các nước Nhật, Đức và bên Mỹ do chính công ty Forever Be More cung cấp. Và ngày hôm nay, EV cùng chị Jennifer rất là vui mừng khi được một lần nữa đến đây để chia sẻ ngoài những cái sản phẩm thì để cũng được chia sẻ những cái tip, những cái gọi là những cái bí quyết chăm sóc da những cái bí quyết làm đẹp ở chăm sóc sức khỏe từ bên trong ra đến bên ngoài cho đến quý vị khán giả đang xem chương trình dạ thưa quý vị thì trong cái tập trước vừa rồi mình mới làm đó thì mình nói về cái sự quan trọng cho đắp mặt nạ ừ. à, cho mọi loại da da khô da dầu da mụn thì ngày hôm nay mình sẽ nói đặc biệt hơn về những lý do mà da mình bị khô à, và những cái cách mình có thể tip và trick để cho mình trị những cái da khô của mình vâng đây là một những cái tip mà em nghĩ là rất là bổ ích cho cái mùa hiện tại có nghĩa yes. là mùa đông nó da của mình nó bị mất nước và <laughs> uh, sau đây thì chị Jennifer cùng với AB sẽ nói cho quý khán giả nghe da khô là như thế nào mà da mất nước là như thế nào nhé dạ thưa quý vị thì cách nào mình có thể biết là cái loại da của mình nó là da khô thường thường mùa đông thì ai cũng mình da dầu già mình cũng bị là da khô nữa à, nhưng mà có nhiều lúc là mình da khô bằng cách mình tự lúc mà mình sinh ra là mình đã có da có khô rồi, rồi. Có nghĩa <laughs> là bản bản chất có nghĩa là cơ địa yes. đối quý vị. Chị Jennifer nói là có nhiều người da khô là khi mà mình sinh ra là mình do mình bị da khô rồi. Yeah. Mình không muốn mình vẫn bị. <laughs> <Yeah. Mà cười> và nếu mà mình săn sóc ở làn da không có kỹ đó thì nó cũng qua một thời gian nó cũng bị da khô thì cách uh, so the symptoms of da khô là đầu tiên da mình bị đỏ da của mình rất là dễ nhạy cảm, à, sau nữa là mình bị à, những cái nếp nhăn rất là nhỏ trên cái làn da à, và thứ ba nữa là cái da của mình nó cảm thấy chặt chội sau khi mình tắm ra hay là mình mới rửa mặt xong cái da của mình cảm thấy nó rất là chặt và nó không có thoải mái và nó không có đủ độ ẩm trong đó à, một cái nữa là da mình nó bị bong chóc, cái à, việc sẽ để ý có nhiều lúc mà mình da mình à, da khô mặc dù trên cơ thể của mình à, mình sẽ thấy từ từ nó bong chóc cái làn da và một cái nữa là da của mình nó ưa bị đỏ ờ oh, và yes. Yes, em là hay bị cái đó tại vì da em cực kỳ khô và đặc biệt mà khi sử dụng make up mà sử dụng không đúng sản phẩm đó thưa quý vị yeah. da của vì là bị đỏ à, không phải đỏ giống cái này là má hồng yeah. <laughs> nhưng mà đỏ ở đây có nghĩa là à, nó khô nó đỏ nó bong chóc mà nó lúc này nó cũng cảm giác khó chịu lắm nó nứt nứt mà mình thoa những cái uh, toner mà nó có alcohol uh -huh. thì mình sẽ cảm thấy nó rất là rác dạ yeah. dạ uh -huh. yeah, đúng rồi uh, thì evi em có thể share với lại uh, khán giả là lý do mình bị da khô Ồ, oh, bị da khô, cái nguyên nhân mà để nói về cái nguyên nhân bị da khô thì nó tới hàng ngàn nguyên nhân thưa quý vị Nhưng yeah. mà trong những cái nguyên nhân á, mà do ở đây á, đó là ở trên nước Mỹ mình á Thì da khô là do không khí, yeah, à, do cái weather, do không khí nè uh -huh. Tắm nước nóng thường xuyên á cũng bị có thể bị gây ra da khô tại vì khi mình lỗ chân lông của mình nở ra thì cái nước ở trong cơ thể mình nó phải thoát ra ngoài đi theo cái đường lỗ chân lông đó và dạ. nếu mình chăm sóc không kỹ á thì cái lỗ chân lông đó nó sẽ đóng lại và nó không giữ được cái nước ở trong đó da của mình sẽ bị khô hoặc là mình sử dụng những cái sản phẩm những cái xà phòng những cái sữa tắm mà nó có những cái hóa chất ở trong đó quá là mạnh những cái chemical ở trong đó quá mạnh dạ. đồng thời hay là quần áo mà quý vị mặc những cái chất liệu không thoải mái, có những cái chất liệu có những người á, có ừ. những người giống như EV là bị dị ứng với cotton mà đa à. số quần áo đây là quần cotton mà bị dị ứng với cotton. Dạ. Rồi <laughs> do sử dụng thuốc cũng có và những cái một số vấn đề khác ừ. ngoài sức khỏe cũng có. Thì có rất là nhiều cái cái um, cái nguyên nhân. Dạ đúng. À, thì cái da khô của mình á, trong cái lớp, à, theo khoa học á, thì cái làn da của mình nó có một lớp bề ngoài, cái đó là, gọi là cái lớp lipid Thì cái đó là, à, nó là cái tự chất béo tự nhiên trong cái làn da của mình à, Thì cái đó nó sẽ giữ cái độ ẩm mà mình cần thiết trong làn da để cho nó trắng hồng, để cho nó khỏe và nó không có bị khô à, Nhưng mà khi cái làn da của mình nó không có sản xuất cái chất dầu tự nhiên trong cái làn da đó Thì cái chất lipid đó đó, thì nó lại bị um, tổn thương và nó sẽ nứt và nó sẽ nở ra thì trong cái tình trạng đó mà cái làn da của mình nó bị nứt ra đó thì cái không cái cái, cái, cái dưỡng cái độ ẩm trong cái làn da của mình thì nó có thể thoát đi dễ hơn à, thì bởi vì trong cái môi trường giống như mùa đông hay là nếu mà quý vị ở những cái xứ lạnh mà gió hay là sương mù nó bị à, bị đánh, dày đặc quá dày đặc quá ừ. trong cái, cái da mặt của mình đó thì cái lớp bề ngoài nó nó sẽ bị là tổn thương và nó sẽ có thể cái, cái, cái chất độ ẩm trong đó nó thể thoát đi nên bởi vậy quý vị sẽ thấy nếu mà mình nhìn kỹ đó cái cái lớp lipid đó nó không có còn bảo vệ cái làn da của mình nữa à và một cái em mới để ý nữa là quý vị á AV biết mùa đông lạnh lắm cho nên là quý vị hay sử dụng những cái heater thì yeah. những cái heater đó đó <laughs> những cái 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 máy sưởi ấm đó đó thưa quý vị. Yeah. Nó ấm áp tạm thời vậy thôi nhưng mà mình để thường là ở nhà mà đây là một cái extra tip thôi. Yeah. Ở nhà thường mà hay ngủ với cái heat á lại vì phải để một cái tô nước kế bên yeah. hoặc là mở cái nước cái máy phun xương ra uh -huh. không thôi là da của mình sẽ rất là khô sau một đêm và nó sẽ bắt đầu nứt và chảy máu rất là yeah. đau. Dạ yeah, đúng rồi. À, thì thưa quý vị, tóm lại đó là khi cái làn da của mình nó bị khô đó thì có có rất là nhiều à um, uh, reasons mà nó ảnh hưởng cái làn da của mình thì quý vị nên nhớ đó là những cái thực phẩm những cái vitamin mình uh đem vô cơ thể của mình là rất là quan trọng. Especially trong cái mùa đông mình nên kỹ hơn là mình uống nước nhiều hơn. À, cái cách lifestyle của mình, nếu mà mình là một người hút thuốc hay là một người mà phải xài đến thuốc pharmacy nhiều thì cái đó cũng ảnh hưởng tới cái lớp bề ngoài của mình nữa. À, một cái nữa là nếu mà mình không có xài đúng những cái sản phẩm cho cái làn da của mình bởi vì nó rất là quan trọng mình biết cái loại da của mình mình có thể lựa những skin uh, skincare nó thể thích hợp với lại là da, làn da của mình à, Thì nếu mà mình lại da khô mà mình, 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 đi xài alcohol nhiều trên làn da Hay là mình không có xài đúng cái sản phẩm mà nó giữ rau ẩm trong làn da đó Thì qua một thời gian mình sẽ thấy cái da mình càng ngày nó càng khô đi à, Một cái nữa là lão hóa Khi mà mình càng lớn tuổi đó thì cái làn da của mình nó không có tạo ra cái chất dầu tự nhiên nữa Và cái lớp bề ngoài từ từ mỗi ngày nó sẽ mất cái thiếu cái chất collagen, nó thiếu cái chất elastin bởi vì cứ vị nào mà mình à, thấy cái làn da mình thay đổi khi mà mình lớn lên nhiều đó thì cái đó là một cũng một lý do à, một cái thì nếu mà mình bị bệnh hay là khi sức khỏe mình đang yếu cái đó cũng ảnh hưởng tới cái làn da của mình nữa ừ. số đó vậy nó có rất là nhiều reason thì mình phải kỹ khi mà mình có cái làn da khô mình nên trị liền lúc đó ừ, Đúng rồi hồi nãy chị Jennifer có đề cập một cái reason ở trong đây nó rất là rất quan trọng mẹ vì nghĩ là uh, tất cả các cô chú các anh chị đều quan tâm đó là sử dụng thuốc thì cái sử dụng thuốc ở đây á, mà chị Jennifer muốn nói tới thì em muốn nói kỹ hơn một chút dạ. xíu đó là những người lớn tuổi người ta hay bị bệnh giống như là cao huyết áp hay là bị dạ. uh, lợi tiểu hay là thuốc dị ứng thuốc trị mụn những cái thuốc đó đó ừ. nó có một cái chất làm cho cái da mình nó khô đi rất là nhiều Đúng rồi. tại vì nó control một cái gì đó một cái tế bào nào đó trong cơ thể nó làm cho da mình bị mất nước đi thì những cái tình trạng đó nó có thể gây ra khô da nhưng mà những người da khô giống như trong cái tập lần trước cái cái show lần trước á thì ev cũng có chia sẻ với quý vị đó thì da ai mà bị da khô đó thì cái dấu hiệu lão hóa nó sẽ xuất hiện sớm hơn những ai da dầu cũng như là da combination. Dạ, yeah, thưa quý vị à, để để cho mình điều trị da mà bị mất nước đó thì thì quý vị nên nhớ mình cần xài những cái sản phẩm mà nó có chất uh, acid hyaluronic trong đó à, những sản phẩm mà có cái chất glycerin, uh, sodium uh, pca, sorbitol Propylene glycol, những cái sản phẩm giống vậy nó giúp là giữ cái độ ẩm trong cái làn da của mình à, Thì những cái sản phẩm của công ty Forever Be More đó Thì hôm nay công ty Forever Be More có cái chương trình đặc biệt cho những da khô Nó gọi là cái Dry Skin Collection Thưa quý vị, trong cái Dry Skin Collection đó Công ty Forever Be More có trong đó là cái Glamour Beauty Cream Cái Glamour Beauty Cream có đặc biệt một cái đó Là trong đó nó có cái chất là Squalene Squalene giúp giữ cái độ ẩm trong cái làn da của mình À, một cái này trong đó là cũng có chất glycerin glycerin á à, nếu mà quý vị không biết á nó giúp là kéo cái à, độ ẩm trong cái môi trường để cho nó giữ trong cái làn da của mình à, và glycerin á, là kết hợp chung với lại các loại da à, và uh, ngoài cái Glamour beauty cream ra đó thì cái đó là quý vị xài ban ngày đi rồi right? để mình giữ cái độ ẩm ban ngày đó là kem ban ngày nha thưa quý vị. Yeah. Uh, cái Glamour beauty cream là kem ban ngày vậy mình có cái gì khác đi kèm với nó không? Dạ yeah. thì trong màn hình quý vị đang thấy đó là cái kem lụa cái này là sữa cream cũng từ bên Nhật Bản chung với là cái hãng của cái nước uống collagen beauty drink của công ty thì cái này rất là hết sảy cho mình khi mình dùng ban đêm cái lụa trong cái silk cream á, nó nó có là đầu tiên là beeswax thì beeswax ừ. honey quý vị biết rồi uh, honey nó rất là tốt để cho giữ cái độ ẩm trong cái làn Bee da beeswax có nghĩa là uh, sáp ong đó tôi quý vị sáp yeah. của con ong nó rất là tốt dạ yeah, một cái trong đó đó là nó có cái reishi mushroom extract reishi mushroom có nghĩa là nấm linh chi đỏ Dạ, thì cái nấm đó đó nó giúp là tạo ra cái chất antioxidant cho làn da à, và nó giúp là à, tạo những cái tế bào mới tại vì quý vị, quý vị biết rồi khi cái làn da của mình cái lớp bề ngoài nó bị tổn thương tại vì nó là bị da khô đó rất là quan trọng là mình có thể nuôi cái tế bào mới để cho cái da của mình nó giữ cái độ ẩm trong đó Wow, có nghĩa là cái nấm Reishi đó đó thưa quý vị Nó có thể giúp cho quý vị Antioxidant có nghĩa là có thể chống được lão hóa Tại vì thật sự làn da của chúng ta Tiếp xúc với tất cả mọi thứ xung quanh hiện tại Đều có thể bị lão hóa à, Nước uống của chúng ta uống vô cũng có thể bị lão hóa Cho nên lựa chọn từ nguồn nước cho đến những cái sản phẩm Mà mình ăn cũng như là mình uh, take inside Cũng như là thoa ở ngoài nó đều rất là quan trọng Thì hai cái sản phẩm vừa rồi là hai cái sản phẩm tuyệt vời cho mùa đông Ngoài cái đó ra còn gì nữa không chị <laughs> thưa quý vị so trong cái bộ dry skin collection trong đó nó gồm có là glamour beauty cream có là sữa cream cho ban đêm và một cái nó đặc biệt quý vị cứ thường thường da khô mình không có nghĩ đến á là khi tải tế bào chết thường mm. thường da của mình nó bị khô đó thì mình lại sợ nó bị exfoliate thêm rồi so mình không có tải tế bào chết Nhưng mà thật ra khi mà da mình à, là da loại khô đó bề ngoài nó sẽ có cái lớp nó gọi là dead skin cell da chết trên đó và nếu mà quý vị không có tẩy tẩy à, tế bào chết một tuần khoảng hai lần đó thì cái lớp nó sẽ đóng lên cái làn da của mình và nó sẽ không có cho những cái sản phẩm kem hoặc là những cái serum nó có thể thoát được nó thấm vô nhiều. được à dạ. đây là cái sản phẩm mà ev nhận được rất là nhiều câu hỏi từ quý khán thính giả nói là Um, có những người xài cái kem tẩy tế bào chết này như là một cái kem sữa rửa mặt thì em không hề khuyên quý vị nên dùng dạ như đúng. vậy. Tại vì kem tẩy tế bào chết có nghĩa là nó chỉ cần tẩy những cái tế bào gọi là dead skin ở bên uh -huh. ngoài thì nó có cái tác dụng là tẩy đi cái đó để cho những cái sản phẩm khác có thể thấm vào sâu bên trong, nuôi dưỡng làn da của quý vị tốt hơn. Nhưng mà nếu quý vị lạm dụng nó mà mình tẩy mỗi ngày thì làn da của mình sẽ bị mỏng đi và càng ngày càng khô hơn nữa. Dạ. Nó sẽ tác dụng ngược. Again, cái gì làm cũng vừa vừa thôi Đúng rồi, chứ quý vị. mình làm gì quá nó cũng không tốt. Yeah. À, với lại nếu mà quý vị muốn exfoliate thì mình nhớ là dùng những sản phẩm nào mà nó không có mấy cái tí cát trong đó đó tại vì khi da mặt mình nó đã, đã khô nó đã sensitive rồi thì mình muốn dùng cái tí, à, tí à tế bào chết tại tế bào chết. chết nào tiên kia tại tế bào chết nào mà nó không có những cái bit trong đó à, thì có cái... nghĩa là cái hộp hộp ở trong đó Dạ đúng chết. rồi thì cái soft touch peeling gel ấy, nó giống như cái gel uh, nó rất là mềm trên cái làn da của mình thì để cho Jennifer um, show là AV thấy cách nào mình có thể dùng trên cái làn da của mình thì quý vị nhớ cái soft touch peeling gel này đó À, quý vị nên dùng trên cái da mặt khô thì một tuần khoảng 1 đến 2 lần trên cái da mặt khô mà nhớ là lấy phấn ra rồi nha quý vị. Quý vị chỉ cần lấy là khoảng một dime Xí size thôi. chút xíu thôi mình không có cần nhiều. Có nghĩa là quý vị tẩy trang rồi thì quý vị lấy ra một cái lượng giống như trên tay của chị Jennifer hiện tại đó ừ. và chúng ta apply lên trước khi rửa mặt nha thưa quý vị. Trước dạ. khi rửa mặt rất là quan trọng tại vì dạ. nếu mà mình rửa mặt xong hết rồi mà mình tẩy lên nữa thì nhiều khi nó lại không sạch bằng lúc mà mình trước khi rửa mặt. Yeah, thì mình cứ kìm một cách rất là nhẹ trên làn da, làn da mình massage nó vô thì lúc mà cái uh, cái gel này nó khô lên rồi quý vị sẽ thấy đó là nó bong cái da chết của mình thì cái này đó nó sẽ giúp cho một giống như hồi nãy Avi nói đó là nó giúp uh, những cái moisturizer, những cái serum của quý vị mua mà rất là mắc tiền. Em mượn tay chị được không? Thơm không? Rất là thơm, <laughs> dễ chịu vô cùng. Dạ. mùa đông mà mình xài những cái sản phẩm mà có một cái mùi thơm dịu đó thì uh, tuyệt vời những ai mà không biết má của quý vị thì cũng cảm thấy vui lòng hơn trong ngày mùa đông đúng không ạ? Dạ. Thì uh, cái sản phẩm này hiện tại là có trong cái bộ dry skin collection của công ty forever Billmore Thì evi xin được nhắc lại ba sản phẩm ở trong cái dry skin collection này đó là kem ban ngày glamour build tea cream, yes. nó là một cái kem ban ngày nó uh, nó dưỡng ẩm rất là tốt cho ban ngày và cái siêu cream á là kem lụa nó đặc hơn thì mình có thể sử dụng cho ban đêm và ngoài ra thì trước khi sử dụng kem thì quý vị cần làm sạch da bằng soft touch peeling gel hai lần một tuần mà thôi và nếu ở nhà quý vị nào có sữa rửa mặt đất thì mình có thể sử dụng mỗi ngày thay thế cho cái bước uh, cái bước uh, tẩy da chết tại vì tẩy da chết mình không tẩy được mỗi ngày nha. Thì cái promotion hiện tại là gì hả chị Jennifer ha? À, thưa quý vị, so cái cái dry skin collection này đó là một trong những sáu cái dry uh, skincare collection của công ty Forever Be More đang đưa ra cho thị trường. Thì quý vị có thể điện vào cái số 8889337624 để cặp cô uh, những cô nhân viên để họ tư vấn cái làn da của quý vị và coi cái skin collection nào thích hợp nhất với làn da của quý vị. Hoặc là gặp chị Jennifer. <cười> <cười> dạ, thưa quý vị, thì quý vị có thể tới thẳng tiệm luôn thì trên vùng Bay Area, quý vị có thể tới là 2268 đường Santa Road tức là suite 198. quý quý vị có thể điện vô cái số 800 trên cái màn hình để quý vị có thể à, à, xin cái cái địa chỉ đó. và quý vị có, nếu mà trong vùng Orange County thì quý vị có thể đến là 3629 West MacArthur Boulevard cái đó là suite 203 ở Santa Anna, để quý vị có thể tới thử những cái sample này. À, thì cái chương trình hôm nay là cho Dry Skin Collection đó, thì đầu tiên là cái Glamour Beauty Cream, cái này là 80 đồng. À, thì cái loại kem này đó quý vị lúc mà mình mở ra đó thì mình sẽ thấy là ồ oh, nó là một cái loại kem đặc. Nhưng mà trong đây đó những cái thành phần của nó rất là thích hợp cho những người da khô. Trong đây là nó là loại màu kem màu vàng giống vậy thì lúc mà mình thoa lên đó, nó rút vô cái làn da của mình liền. Và nó rất là mịn và yeah, cái đặc biệt rồi. em thích đó là nó không hề bị chảy dầu vậy thưa quý vị nó không bị nhớt mà nó rất là matte có nghĩa là nó rất là khô trên da cho nên là chúng ta không sợ là chúng ta phải đụng với gối với mền nó sẽ bị chay ra gối mền nó dơ thì yeah. đây là cái sản phẩm rất là tuyệt vời dạ yeah. so Glamour Beauty Cream quý vị là nhớ là mình dùng bằng nhài. À, trong đây nữa những cái chất trong đây nó có giúp tạo ra cái antioxidant và nó giúp bảo vệ cái làn da với lại cái UVA. so, những cô mà họ làm trong cái môi trường nail hay là làm trong hãng đó cái này là cũng rất là tốt cho ban ngày. À, mình cho đi bán... làm đẹp cho người ta nhưng mình cũng phải đẹp <laughs> đúng không? Đúng vậy. Và ban đêm đó thì mình có cái kem lụa, thì cái loại kem lụa đu... uh, kem lụa nó nó đặc hơn. Nên khi mà mình dùng ban đêm đó mình không có uh, mình cho nó cái hội để nó rút vô cái làn da, thì cái kem lụa nó giống như vậy cái vị thoa nó lên á thì nó là một cái kem giống như một cái kem moisturizer. vì thích cái kem này lắm luôn á quý vị. Thật uh -huh. sự Evie rất thích cái kem lụa. sức nó lên á mặc dù là thật sự nói thật ra là cái mùi á nó không có thơm nặng, nó rất là dịu nhưng Và mà nó, nó thấm vô làn da liền. Yes, nó thấm right yes. away vô cái làn da giống như là mình đánh một cái gì đó mà mình cảm thấy là có kết quả liền mình rất là thích dạ yeah, thì cái đó là 60 đồng nha quý vị à, thêm một cái nữa là cái soft touch peeling gel thì khi quý vị mua một bộ giống vậy là cái glamour beauty cream cái silk cream và cái soft touch peeling gel cái bộ của nó đó là 155 đồng nhưng mà hôm nay công ty Forever Be More sẽ tặng cho quý vị thêm một cái nữa là cái amino collagen powder. Thì cái hộp amino collagen powder nếu mà quý vị có theo dõi chương trình in your skin á thì amino collagen powder trong đây nó vừa có chất collagen và nó vừa giúp lại quý vị uống thêm nước. Thì trong đây nó sẽ giữ cái độ ẩm cho quý vị mỗi ngày thì quý vị nên, nên à, uống là 1 đến 2 gói. Thì cái này kết hợp chung với lại cái bột giữ độ ẩm giống như trên màn hình của quý vị đó, quý vị sẽ thấy là nếu mà mình da khô trong vòng một tuần là mình sẽ thấy nó đỡ khô rồi. Và chưa nữa nếu mà quý vị mua À, lập tức trong vòng một tiếng đó thì quý vị được thêm tặng một cái Bumo Water Bottle trị giá là 18 đồng. Thì cái này quý vị có thể dùng chung với lại cái amino collagen powder và chưa nữa nếu mà quý vị điện trong giống như hồi nãy trai phải nói là trong một tiếng đó quý vị được thêm 15 phần trăm off nữa à, có nghĩa là thưa quý vị tổng bộ sản phẩm 3 món hàng glamour beauty cream dành cho ban ngày siêu cream dành cho ban đêm và soft touch peeling gel là 155 đô la Hiện tại khi mà quý vị gọi vào số điện thoại 888 933 7624 để đặt ngay cái bộ sản phẩm này đó thì quý vị sẽ được tặng một cái gói amino collagen powder giúp cung cấp những cái collagen cần thiết cũng là giữ thêm nước giữ cái energy cho mình và đồng thời cái một cái build more water bottle high class water rất là đẹp đồng thời trên đó nữa còn được thêm 15 phần trăm off nữa nhưng chỉ có trong một tiếng đầu tiên mà thôi vậy nếu như mà sau một tiếng này á thì khi mà quý khán giả gọi vô đó quý khán giả uh, không được 15% phần off đó đúng không chị yeah, đúng nhưng right, vẫn em. được cái amino collagen chứ hả dạ yeah, đúng rồi right. à uh, so quý vị nếu mà um, muốn là giữ cái làn da cho mình cho nó căng bóng và nó đẹp trong cái mùa đông này quý vị nên điện vào để um, xài cái um, uh, dry skin collection này quý vị nhớ điện vào là tám 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 chín ba ba bảy sáu hai bốn và quý vị nên nhắc là quý vị thấy cái chương trình này trên đài Sách channel thì trong vòng một tiếng thôi nha quý vị quý vị nên điện vào cấp để tiếp tục cái chương trình để chia sẻ với quý vị cách à để săn sóc cái làn da da khô da khô hả uh -huh. thì hồi nãy đó là chị jennifer đã đưa một cái bộ sản phẩm đó chỉ có là kem và cái tẩy tế bào chết thôi nhưng mà vi biết đó có những cô rất là chăm sóc da thích chăm sóc da bằng những cái bước uh, gọi là dài hơn một chút xíu <laughs> thì mình có thể săn sóc bằng bên ngoài là dùng, dùng kem tinh dầu dưỡng có nghĩa là serum đó thưa quý vị mình có thể dùng serum uh, thì AV uh, xin giải thích cho quý vị có nhiều người hỏi evi là serum là cái gì essence là cái gì mà empu là cái gì thưa quý vị ba cái đó nó đều giống nhau nó đều là một cái serum tinh chất dưỡng để thấm vào cái cái, cái, cái hạ bì của mình da mình nó có ba lớp À, thượng bì trung bì và hạ bì thì cái serum đó là một cái chất rất là đậm đặc có thể thẩm thấu vào trong sâu trong da của mình tái tạo nuôi dưỡng lại làn da sâu bên trong để tránh cái trường hợp nứt nẻ khô da trước khi mà mình bôi cái kem à, kem dưỡng lên tại vì nhiều khi kem dưỡng nó không có thấm được tới cái lớp thứ ba nhưng serum sẽ giúp cho cái 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 đó tái tạo từ sâu bên trong đúng rồi à, và thưa quý vị bây giờ mình nói là về da khô bây giờ mình nói về là cái loại da dehydrated là nó mất nước hoặc là Gia mất dầu mất thì thường thường cái da khô đó là à, mình thiếu nước à, mình thiếu cái chất mối trong làn da nhưng mà có nhiều lúc dehydrated skin á, là nó bị mất cái chất dầu hoặc là nó có cái có nghĩa là da mình không phải là da khô ngay từ đầu nhưng mà mình bị mất nước nên nó mới khô. Dạ yeah, thưa so quý vị à. nếu mà quý vị da mình bị dehydrated quý vị sẽ để ý là cái T zone của mình á thì nó lại bị có dầu Vùng nhưng mà tê, quý vị dạ yeah, so bên à uh, bên mắt uh, và mũi của mình uh, và bên trán right nhưng mà hai bên cầu má của mình thì nó lại rất là khô thì cái đó là nó bị là imbalance So trong cái trường hợp giống vậy đó, quý vị nên dùng là um, giống như Evie nói hồi nãy là cái serum uh, Thoa cả nguyên khuôn mặt và cái moisturizer Thì trong cái vùng T-zone của mình thì mình có thể dùng một cái moisturizer nào nó nhẹ hơn ừ. Và hai bên cầu má thì mình có thể dùng một cái loại đặc hơn ừ. um, Thì Uh, nếu cái làn da của mình mình nó gọi là là dehydrated đó là mất mất hay mất nước mà một cách dân 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 mình dân dân mình dân dân mình mình dân 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 À, một cái nữa đó là mình sẽ thấy cái da mình nó rất là mỏng, mình có thể thấy mấy cái bệnh máu trên cái làn da của mình luôn và mình sẽ thấy đó, nó có nhiều chỗ nó bị rất là khô và nó bị bong tróc nhưng mà không phải là nguyên cả khuôn mặt nữa. sau so, cái đó nó gọi là dehydrated skin. Oh. Yeah. Có nghĩa là thưa quý vị khi mà những cái da mất nước và da khô đó mà quý vị không điều trị đúng cách hoặc là không điều trị kịp thời đó, quý vị nghĩ là nó không có gì nhưng mà từ những cái da khô, những cái da nước nẻ đó nó sẽ sản sinh ra những cái khác. Ví dụ như vì quá khô và mình xài không đúng sản phẩm nó sẽ gây ra mụn cũng như là nó sẽ gây ra nám. Tại vì nám đó là do cơ địa của mình là một nhưng cũng do tác động ở bên ngoài nữa và do những cái sản phẩm mình xài. Có rất là nhiều chị em phụ nữ ở bên Việt Nam không có được uh, uh, học gọi là hiểu biết nhiều ở dạ, trên internet cho nên họ xài những cái loại kem trộn, có nghĩa là trộn tùm lum kem yes. với nhau. Nó yeah. có kết quả là nó trắng da liền nhưng mà nó rất nó cực kỳ có hại cho da của mình cho nên là quý vị lựa chọn những cái sản phẩm uy tín mà đến từ các nước uy tín cũng như đến từ các công ty uy tín thì quý vị sẽ có được một cái làn da đảm bảo và những cái sản phẩm đảm bảo đó có nguồn gốc sản phẩm đàng hoàng và được tư vấn kỹ càng hơn để chăm sóc da một cách tuyệt đối à yeah, thưa quý vị bây giờ Jennifer và Evie muốn chia sẻ quý vị những cái tips để trong mùa đông này mình có thể săn sóc làn da cho nó kỹ hơn. <laughs> à, Sơ đầu tiên á, là khi mà mình đi tắm đó là giống như mình nên dùng là nước ấm thôi. Và khi mà mình tắm ra hay là khi mình rửa mặt ra đó mình nhớ là thoa moisturizer lên liền để cho cái làn da của mình nó không có cơ hội để nó thoát cái độ ẩm đó đi. À, thì à, trong cái làn da của mình á, trong vòng 60 giây đó nếu mà mình không có moisturize trong lúc đó với lại 60 lotion. Đó chị. 60 giây thôi. 60 giây thôi là <laughs> nó chạy <laughs> ra ngoài bôi kem dưỡng lên liền. Thì yeah. so, trong lúc đó quý vị nhớ là trong 60 giây mình nhớ là thoa toner, serum và moisturizer lên. Oh, toner có nghĩa là nước hoa hồng, nó làm xe kích đổ chân lông á chị. Dạ. Yeah. Và mình nên sử dụng lại tại tế bào chết khoảng 1 đến 2 lần. À, một tuần à, quý vị nên nhớ là mình đừng cứ dùng mỗi ngày à, một tuần chỉ một đến hai lần thôi à, một cái nữa là mình nên uh, rửa mặt khi mà mình rửa mặt á nếu mà mình da khô thì mình có thể rửa mặt chỉ một lần một mỗi ngày một lần thôi à, hoặc là nếu mà quý vị muốn rửa mặt đến hai lần thì mình nhớ dùng cái loại rửa mặt nào mà nó giúp dịu cái đau ẩm trong làn da và nó đừng có chất alcohol trong đó. Và yeah, quý vị nào máy cấp nặng hoặc là máy cấp nhẹ thì cũng nên mm. tẩy máy cấp thật là kỹ giùm cho quý tại vì cái yes. máy cấp đó mà ở trên mặt của mình đó mm. nó sẽ gây ra lão hóa da cực kỳ nặng luôn đó thưa quý vị. Dạ. Yeah. Um, so, tóm lại đó bảy điều mà quý vị nên nhớ đó để cho nó đừng có bị da khô hoặc là nếu mà mình đã bị da khô rồi mà cách nào mình có thể trị đó là đầu tiên mình nhớ là exercise khi mà mình exercise mình hoạt động cái cơ thể của mình cái máu nó, cái máu nó sẽ chảy đều một là mình de stress và hai nữa khi cái máu chảy đều thì cái làn da của mình nó nó sẽ khỏe hơn và nó sẽ giúp giữ cái độ ẩm nhiều hơn cho quý vị à, một cái nữa đó là nhớ đắp mặt nạ à, giống như trong cái tập vừa rồi giờ yes, mặt đắp mặt nạ rất là quan trọng thì những cái serum trong đó đó nó giúp là thấm vô sâu hơn trong cái làn da của mình thì một tuần mình chỉ cần đắp khoảng 1 đến 2 lần thôi nhiều nhất là khoảng 3 lần mỗi ngày được không chị Uh, tốn tiền no. đúng không đừng <laughs> vừa tốn tiền và đắp nhiều quá nó cũng không có tốt cho cái ừ, làn da rồi, của cái mình. này là vì nếu như mà muốn biết thêm về cái chi tiết mặt nạ thì quý vị có thể lên youtube của forever billmore và xem lại cái cái tập số lần trước là chị jennifer và vì đã nói về uh, cách sử dụng mặt nạ và những loại mặt nạ nào và tốt cho cái làn da như thế nào Yes và cái thứ tư nữa là mình nên ăn nhiều thêm trái cây nhiều và rau cải nhiều trong đó nó có những cái ingredient mà nó có thể giúp cho làm đẹp da từ trong ra ngoài nếu mà quý vị không có cơ hội để dùng những cái supplement khác nhớ là mình uống nước nhiều luôn khi mà mình uống nước quý vị có thể dùng bỏ thêm mật ong trong đó hoặc là để thêm một tí chanh trong đó thì nó giúp sẽ absorb cái water tốt hơn khi mà mình uống nước À, hoặc là nếu mà quý vị đang dùng cái amino collagen powder thì quý vị nên nhớ là bỏ 1 đến 2 khối trong cái nước uống của mình mỗi ngày à, một cái này giống như em nói hồi nãy là mình nên dùng cái humidifier để cho nó thông cái hơi ấm ở kế bên kia. À, cái đó là, là cái mình. máy cái máy phun sương đó tôi quý vị yeah. để cho nó giữ ẩm yeah thì mình dùng cái máy phun sư ở kế bên cạnh cái giường của mình ban đêm hoặc là nếu mà mình đi làm trong nail salon hay là mình đi làm ở việc văn phòng thì mình nên có một cái phun sương nhỏ kế bên mình À, để cho nó tạo ra cái độ ẩm trong cái không khí đặc biệt là trong phòng có em bé thì nên yeah. sử dụng cái đó rất là tốt đừng để tại vì em uh -huh. trẻ nhỏ thì da của nó còn xanh sẽ để phân da người lớn nữa yeah. À, một cái nữa là quý vị nên nhớ là lúc nào cũng moisturize cái skin của mình hết Khi mà mình tắm ra mới rửa mặt xong là mình nên đắp lên moisturizer liền Để cho một lần nữa không cái làn da của mình nó không có thoát cái độ ẩm được À, một cái nữa là, và cái cuối cùng là, là quý vị nên nhớ là massage cái da mặt của mình mình ừ. không có nghĩ đến vậy nhưng mà nhưng mà quý vị là không phải là một người mà đi làm facial thường xuyên đó quý vị nhớ là mình có thể làm cái này ở nhà thì à, trước khi mình đi ngủ hoặc là khi mình thoa cái serum của mình lên mình massage Sao lên mình cái nhỉ? da mặt và dạ, nếu như sau này có dịp thì chị Jennifer và Evie lên đây sẽ chia sẻ cái cách <laughs> massage cho quý vị như thế yes. nào là đúng cách nhất và Evie xin được nhắc lại cái promotion hiện tại cho chiếc dry Dry skin collection đặc biệt dành cho da khô ba sản phẩm Glamour Beauty Cream là kem ban ngày quý vị có thể dưỡng cho ban ngày trị giá 80 đô la, Silk Cream là kem dưỡng cho ban đêm và peeling gel Soft Touch peeling gel trị giá 15 đồng, tổng bộ sản phẩm là 155 đồng. Trong một tiếng đồng hồ hiện tại nếu quý vị gọi vào số điện thoại bốn quý vị sẽ mua được trọn bộ sản phẩm với giá 155 đồng nhưng được tặng thêm một hộp Collagen amino, amino collagen powder đến từ nhật bản cũng như là một cái chai uh, water beauty high class quality này rất là dễ thương để có thể uống kèm với mang đi lúc nào cũng được đi gym hay là đi học đi làm rất là tiện nghi và nếu như trong một tiếng đồng hồ quý vị gọi vào để đặt mua bộ sản phẩm này thì quý vị còn được ngoài hai cái đó còn được 15 phần trăm 15 phần trăm trên tổng giá trị bộ sản phẩm nữa đây là một cái promotion gọi là trên cả tuyệt vời và những ai uh, có vợ những ai có uh, uh, cha mẹ nào có da khô hoặc là uh, những cái dịp lễ sắp tới đây là một cái món quà đặc biệt dành cho các chị em phụ nữ và cái Đứng nam nhi cũng có thể sử dụng mà phải không chị? đâu có yes, phải là phụ nữ cần rồi. chăm sóc da không đâu. Yes, actually đàn ông họ cũng cần chăm sóc da nhưng mà tại vì mình quen là không có dùng sản phẩm rồi khi mà mình thoa lên mình cảm thấy nó hơi weird tí xíu nhưng mà thật ra đàn ông khi mà mình dùng làm cho đẹp da nó cũng rất là quan trọng. Ừ. Em yeah. thấy tại vì đa số ai mà đánh kem lên mình cảm thấy weird tại vì nó bị nhớt. Đặc biệt yeah. em EV là không thích <laughs> những cái kem bị nhớt nhưng mà cái Clear Beauty ừ. và cái Silk Cream thưa quý vị EV guarantee là không hề nhớt. Thì EV là fan của cái loại kem đó đó nó rất là mịn, nó rất là đặc mà nó thấm ngay vào trong da của quý vị. Đây là một cái sản phẩm đặc biệt, đặc biệt dành cho những người da khô. Thế ừ. ai là những uh, tín đồ của <laughs> những sản phẩm hiện tại xin hãy gọi vào số điện thoại 888 8 933 7624 để nhân viên tư vấn cho quý vị kỹ càng hơn về bộ sản phẩm này nhé. Ừ. Và nếu mà quý vị không có thời gian đi điện vào, quý vị có thể lên mạng của uh, Facebook của Forever Be More, à, quý vị thấy lên search là Forever Be More Cosmetics thì quý vị có thể live chat thẳng với lại những cô nhân viên. À, nhưng mà quý vị nên nhớ là cái chương trình 15% off này và tặng thêm những cái sản phẩm mà hồi nãy AV chia sẻ với quý vị đó là trong vòng một tiếng thôi. So quý vị nhớ điện vào cho cấp. À, và quý vị nên nhớ nhắc á, là khi mà mình điện vào mình nên nhắc là mình thấy cái chương trình này trên đài sách TV. Um, thưa quý vị ngoài cái dry skin collection ra quý vị có thể điện vào về tư vấn về những người da giàu, um, da, da bị mụn, yes. da lão hóa rất là nhiều <laughs> nhân viên của forever billmore luôn luôn sẵn sàng tư vấn cho quý vị để quý vị có một cái làn da một cái sức khỏe tuyệt vời nhất và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay cùng với chị jennifer và AV rất mong là trong những cái tập sau thì AV và chị jennifer sẽ lên đây và chia sẻ thêm nhiều cái tip nữa đúng không chị cho quý khán, yes. khán giả <laughs> đúng rồi so quý vị có thể theo dõi chương trình mỗi ngày trên set channel vào lúc 4 giờ rưỡi cali và jennifer cũng cảm ơn EV và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình in your skin và xin hẹn gặp lại trong tập sau cảm ơn quý vị